tôi chỉ khẽ bỏ đi, sẽ có ngay một công cụ cuộn tai nghe cực kỳ tiện lợi. Giờ thì chẳng lo tai nghe bị rối tung vào nhau mỗi lần cần đến chúng rồi nhé. Bạn có thể cảm thấy phát bực vì mỗi lần dùng tai nghe lại phải gỡ đúng không? Hơn nữa dây tai nghe có thể bị đứt nếu cứ quất lung tung trong tình trạng gối bờ như thế nữa đấy. Giờ thì hãy tận dụng ngay những chiếc thẻ cứng không dùng đến nữa, bạn sẽ có ngay một dụng cụ cuộn tai nghe siêu gọn đấy. Chuẩn bị dụng cụ, một thẻ cứng không dùng nữa, dao rọc giấy, dụng cụ bấm lỗ. Cách thực hiện: bước 1, dùng dụng cụ bấm lỗ bấm 3 lỗ trên thẻ, một lỗ ở phía trên thẻ và hai lỗ cách đều nhau ở phía dưới thẻ. Bước 2, dùng dao rọc giấy cắt một đường thẳng từ viền thẻ đến lỗ. Giờ thì gài tai nghe vào hai lỗ và cuộn dây lại là xong. Đừng quên gài khe cắm ở lỗ dưới cùng nhé. Trên đây là mẹo quạt quấn tai nghe vô cùng tiện lợi bằng những chiếc thẻ bỏ đi không dùng nữa. Mình cùng tham khảo và áp dụng thôi nào. Chúc các bạn vui vẻ. Nhớ đăng ký theo dõi kênh để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn tất cả các bạn. Hẹn gặp lại ở các video sau. Mến chào tạm biệt.